Hello anh em ha, hôm nay sáng chủ nhật ngày 11 tháng 6. Sáng nay thì em qua lên cho anh em xem một cặp Mỹ đầu bông nha anh em, Mỹ H 3 tháng. Cặp này cha mẹ gà nhập nha. Cán hai hàng trên. Em để giá nguyên cặp là 2,5 triệu nha, giá trên bao ship cho anh em luôn. Chặng gà trống khoảng tầm 2,7 2,8. Chặng gà mái tầm 1,8 tới 2 kg nha. Mặt bén ngót như con chim luôn nha anh em, cán hai hàng trên. Rồi, chào anh em nhé.